Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần chống dịch như chống giặc, lực lượng công an quân đội đã khẩn trương triển khai tăng cường cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch với quyết tâm trách nhiệm cao nhất. Lợi dụng tình hình này, các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị gia tăng chống phá với nhiều luận điệu sai trái để xuyên tạc mục đích ý nghĩa của hoạt động trên. Những luận điệu xảo trá trên các trang mạng xã hội của việt tân hội anh em dân chủ nhật ký yêu nước chân trời mới media đài tự do á châu đã phát tán nhiều bài viết hình ảnh video phản ánh sai sự thật đánh cháo bản chất sự việc điển hình trên facebook vt xuyên tạc nhà nước cộng sản việt nam dùng bạo lực gian đe dân chống dịch dùng quân đội công an chống dịch nhà cầm quyền đảng cộng sản việt nam đang mưu tính điều gì Bịa đặt vu khống việc lực lượng công an, quân đội được điều động chống dịch để giúp dân là dẹp loạn, dẹp dân. Hay với luận điệu xào trá như quân đội hỗ trợ công an chấn áp, xử lý dân. Đánh đồng việc tăng cường lực lượng vũ trang cho thành phố Hồ Chí Minh là thiết quân luật. Mục đích của các đối tượng là nhằm đánh lạc hướng dư luận hiểu sai mục đích ý nghĩa của việc tăng cường lực lượng chống dịch cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, làm giảm sút lòng tin của người dân vào lực lượng vũ trang nhân dân đang giúp dân chống dịch sâu xa hơn là phá hoại đoàn kết nội bộ trong lực lượng vũ trang nhân dân, cổ suý kích động người dân không thực hiện các quy định biện pháp chống dịch do chính quyền đề ra, tạo ngòi nổ gây bất ổn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Rõ ràng thủ đoạn mà đối tượng phản động đang thực hiện là thâm độc, nguy hiểm. Thực tế, lực lượng vũ trang nhân dân tăng cường cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch không chỉ là nhiệm vụ mà còn là lương tâm và trách nhiệm. Trước hết, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam mang trong mình tính nhân dân sâu sắc, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Do đó khi giặc Covid-19 hoành hành trong các nước nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, thì hơn lúc nào hết, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang không quản ngại gian truân, sẵn sàng sung kích, sát cánh cùng nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống. Thứ hai về mặt chủ trương tăng cường lực lượng công an quân đội cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh dịch đang lây lan nhanh như Bình Dương, Đồng Nai là việc làm cấp thiết. Sau thời gian áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương này tình hình dịch vẫn diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng cao, số ca qua đời gia tăng, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là bộ phận người dân yếu thế, người lao động nghèo dễ bị tổn thương. Để kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, nhu yếu phẩm thiết yếu kịp thời đến tay người dân, thực hiện tốt các quy định chống dịch và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là yêu cầu đặt ra phải có lực lượng công an, quân đội bổ sung tăng cường. Thứ ba, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết 86 của Chính phủ, của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch 2715 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tiếp tục tăng cường nâng cao các biện pháp với phương châm mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã thị trấn, cơ quan, nhà máy xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch với năm giải pháp Do đó số ca nhiễm tăng cao, các lực lượng chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương phải chịu cường độ làm việc rất lớn, hệ thống y tế nhiều nơi quá tải, nhiều y bác sĩ cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ bị lây nhiễm và đã có những mất mát hy sinh. Do vậy để đảm bảo đủ sức mạnh chiến đấu với dịch bệnh, cần phải huy động bổ sung sức người sức của chi viện, trong đó công an quân đội là những lực lượng đi đầu. Thứ tư, cụm từ thiết quân luật không hề có trong chủ trương biện pháp cũng như thực tiễn chống dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ quy định tại luật quốc phòng năm 2018, khái niệm thiết quân luật được hiểu như sau. Thiết quân luật là biện pháp quản lý nhà nước đặc biệt có thời hạn do quân đội thực hiện. Khi an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một nơi hoặc một số địa phương bị xâm phạm, nghiêm trọng tới mức chính quyền ở đó không còn kiểm soát được tình hình, thì Chủ tịch nước ra thiết luật đã có nhiều hình ảnh cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang vận chuyển túi an sinh xã hội, cung cấp lương thực thực phẩm đến từng nhà, đi chợ thay cho người dân với mục tiêu tuyệt đối không để bỏ sót một ai thiếu ăn, thiếu mặc. Lực lượng y tế của công an quân đội với tổ lưu động tiến hành thăm khám, tư vấn, chăm sóc điều trị cho các ca bệnh F0 đã được người dân chia sẻ trên mạng xã hội. Điều đó thể hiện sự đoàn kết, nhất trí đồng lòng giữa cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang với cấp ủy chính quyền, người dân địa phương. Và đó chính là lương tâm trách nhiệm của lực lượng vũ trang vì nhân dân phục vụ. Cùng với việc xuyên tạc bôi nhọ hình ảnh lực lượng vũ trang, các đối tượng còn đăng tải phát tán nhiều bài viết, hình ảnh, video clip sai sự thật, cố tình đưa ra sự so sánh nhằm gây chia rẽ vùng miền, cố tình tách biệt, tạo ra hàng rào ngăn cách giữa hệ thống chính trị với nhân dân, làm suy giảm sự đồng lòng chung tay góp sức giữa chính quyền với nhân dân. Họ vu cáo rằng không thấy Đảng giúp dân, người nghèo không được hỗ trợ chỉ có dân giúp dân, không thấy chính quyền đâu. Trong việc phân bổ nguồn vaccine của chính phủ, họ đặt điều. Sài Gòn một lần nữa cho thấy bị Đảng Cộng sản Việt Nam kỳ thị một cách lạ lùng, đưa ra luận điệu xào trá, con nuôi, con ghẻ, lu loa rằng cho dù đóng góp nhiều nhưng Sài Gòn vẫn là con đẻ của Đảng. Nhiều trang mạng xấu độc xuyên tạc chính phủ lơ là, không quan tâm đến thành phố Hồ Chí Minh, rồi suy diễn không tin tưởng công an quân đội tại thành phố Hồ Chí Minh nên chính phủ phải huy động quân Bắc Kỳ. Trên thực tế, thành phố Hồ Chí Minh do dịch diễn biến rất phức tạp nên nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các bộ ngành, đoàn thể cả về nhân lực, vật lực, trang thiết bị y tế, thuốc men, tăng cường số lượng vaccine để tiêm cho người dân tại địa phương được nhiều nhất, sớm nhất. Như vậy, chiêu thức các đối tượng sử dụng vẫn theo kiểu bình mới rượu cũ, cố tình gây mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết giữa chính quyền với nhân dân, giữa nhân dân với lực lượng vũ trang, tạo sự phân lập vùng miền, gây nên sự hoài nghi, thiếu niềm tin của người dân về chủ trương chính sách trong phòng chống dịch của Đảng, nhà nước và chính quyền địa phương. Hủy hoại mọi kết quả cũng như nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân đã và đang làm được trong thời gian qua. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo về tình hình an ninh trật tự. Ông Phan Văn Duyệt, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai mới đây đã ký quyết định xử phạt 6 triệu đồng với hai người đàn ông không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng. Theo báo Gia Lai, sáng 4 tháng 9, ông VVT sinh năm 1987 và ông PVB sinh năm 1975 cùng chú tại 46 Đinh Tiên Hoàng, tổ 2, phường Diên Hồng mang bàn ghế ra đặt ngay giữa đường lớn trước khu vực gần nhà mình. Ông T sau đó đăng lên trang Facebook cá nhân hình ảnh hai người ngồi ở bên ngoài đường, không đeo khẩu trang, trên bàn có chiếc bình nước lớn kèm theo nội dung, xóm chợ lớn họp nhau uống trà. Ngay khi nhận được thông tin, công an phường Diên Hồng đã đến nhà hai người này để xác minh. Cả hai Trần Tình vì thấy có bàn trước cửa nhà hàng xóm nên mang ra giữa đường chụp tấm hình làm kỷ niệm để đăng Facebook. Ông T và ông B đã bị ủy ban nhân dân phường Diên Hồng xử phạt mỗi người 3 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, ra đường trong thời gian giãn cách. Bài đăng cũng đã được ông T gỡ bỏ khỏi trang cá nhân. bộ bài ra. Bộ bài đâu rồi? Chơi không à? Tụ tập đánh bài tại phòng trọ trong thời gian giãn cách xã hội, 5 công nhân bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 67,5 triệu đồng. Công an phường Trảng Giai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 5 công nhân 15 triệu đồng một người về hành vi tụ tập trong nhà trọ đánh bài bất chấp quy định phòng chống dịch. Trước đó vào khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, công an phường Trảng Giai đã kiểm tra hành chính một dãy nhà trọ thuộc khu phố 4B, phát hiện nhiều người đang tụ tập đánh bài tiến lên. Tại phòng trọ công an đã lập biên bản đối với NHT 24 tuổi ngụ Đồng Nai, NVB 17 tuổi ngụ Bình Định, CMC 37 tuổi ngụ Thanh Hóa, PVT 26 tuổi ngụ Thanh Hóa và NTHD 29 tuổi ngụ Đồng Nai. Bước đầu cả năm người khai nhận là công nhân thuê trọ ở khu vực này. Vào chiều ngày 5 tháng 9, cả nhóm rủ nhau qua phòng trọ của NHT đánh bài tiến lên, ai thua trả tiền nước. Trong lúc đánh bài thì bị công an bắt quả tang. Theo Trung tá Mai Đức Hiền, Phó trưởng Công an Phường Tràng Giài, với hành vi vi phạm không thực hiện quy định phòng chống dịch bệnh mà còn tập trung đông người, tụ tập đánh bài, 4 người trên 18 tuổi, bị xử phạt 60 triệu đồng, 15 triệu một người, và trường hợp 17 tuổi bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Thưa quý vị, gương mặt thân quen trên sóng truyền hình và điện ảnh, Trung tá nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thế Bình với vai tư lệnh phòng không không quân trong bộ phim Hà Nội 12 ngày đêm, thiếu tướng thông tin trong phim Giải phóng miền Nam vai trưởng phòng cảnh sát hình sự trong những series phim truyền hình dài tập Cổ Cồn Trắng, Chạy Án, Kẻ Giấu Mặt, Biệt Thự Màu Cho Lạnh đã qua đời vào ngày 5 tháng 9, hưởng thọ 66 tuổi. Trung tá Hoàng Thế Bình, nguyên cán bộ đoàn kịch nói Công an Nhân dân, ông là một trong những thế hệ đầu tiên của đoàn nghệ thuật Công an Nhân dân hiện nay. Ông sinh năm 1955, đến với sân khấu kịch từ năm 1973, từng đoạt hai huy chương vàng và nhiều huy chương bạc trong các kỳ hội diễn sân khấu cùng nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác. Ngoài ra, nghệ sĩ ưu tú Thế Bình còn là gương mặt thân quen trên màn ảnh nhỏ. Ông từng tham gia góp mặt trong các bộ phim Hà Nội 12 ngày đêm, Tiếng cổng định mệnh, Giải phóng miền Nam, Chạy án, Cổ cồn trắng, Biệt thự màu cho lạnh, Ngôi biệt thự, Chạy án, Kẻ giấu mặt. Mới đây nhất, ông tham gia bộ phim Mê cung của đạo diễn Nguyễn Khải Anh năm 2020. Trong phim ông vào vai một thủ trưởng cảnh sát hiền lành, nhiệt huyết, luôn hết lòng vì sự nghiệp và giúp đỡ các đồng đội cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là vai mà nghệ sĩ Ưu tú Thế Bình thường xuyên đảm nhận trong các bộ phim truyền hình về cảnh sát hình sự. Nghệ sĩ Ưu tú Thế Bình không chỉ hóa thân rất ngọt trong các vai chính diện, ông còn thể hiện các vai phản diện đạt đến mức làm người ta ghét cay ghét đắng. Ông từng chia sẻ: "Đã là người nghệ sĩ thì phải biết đóng nhiều dạng vai khác nhau." các nghệ sĩ của đoàn kịch nói công an nhân dân khi nhớ về ông là nhớ về một người anh, người chú tận tụy trong công việc và giàu tình cảm. Trong những chuyến lưu diễn dài ngày, sau mỗi đêm diễn về, các diễn viên trẻ thường tụ tập lại phòng của ông để vừa ăn bát mì tôm nóng hổi, vừa nói chuyện chuyên môn, rút kinh nghiệm cho buổi diễn hôm đó. Nhờ sự chỉ bảo tận tình của ông, chất lượng mỗi đêm diễn được nâng lên, nghệ sĩ trẻ học hỏi được nhiều điều thú vị về nghề. Một người nghệ sĩ trẻ của nhà hát Công an Nhân dân, sau khi nghe tin ông mất đã nghẹn ngào thốt lên. "Cháu xin cúi đầu chào chú lần cuối, người chú, người đồng đội, người đồng nghiệp của cháu. Với cháu, vai ông tư trong quỷ ám, vai ông chủ tịch xã trong internet về làng, không ai có thể duyên dáng bằng chú, người cẩn thận tỉ mỉ, chỉn chu từng những đạo cụ nhỏ nhất. Vĩnh biệt chú, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thế Bình." Thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thế Bình đã ra đi vào đúng ngày sinh nhật của ông vào ngày mùng 5 tháng 9. Tang lễ của ông diễn ra vào sáng nay tại nhà tang lễ Cầu Giấy, hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ Hà Nội. Nhiều nghệ sĩ người hâm mộ đã bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thế Bình và rất buồn khi không thể đến tiễn biệt ông trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát. Mời quý vị cùng tiếp tục bản tin với tình hình an ninh trật tự. Đang làm nhiệm vụ tại một khu vực cách ly y tế tập trung ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đối tượng Huỳnh Cao Cường vẫn nhận lời đi ra ngoài vận chuyển hàng cấm về cho các con nghiện đang ở khu phong tỏa. Khi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 thì Cường đã bị công an trực chốt kiểm tra, bắt giữ. Cụ thể, công an huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Cao Cường, 30 tuổi, ngụ xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức và Phạm Văn Tươi, 32 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất cấm. Theo điều tra, cường là nhân viên y tế đang công tác tại trung tâm y tế huyện Long Điền. Hiện cường được tăng cường đi làm nhiệm vụ tại một khu cách ly y tế tập trung tại thị trấn Long Hải. Cường quen biết với tươi là người nghiện chất cấm. Vào trưa ngày 2 tháng 9, tươi gọi điện cho một người đàn ông tên Tuấn mua gói chất cấm trị giá 50 triệu đồng do thị trấn Long Hải đang là vùng đỏ, bị phong tỏa vì dịch Covid-19, tươi không thể ra ngoài giao dịch nên nhắn tin thuê Cường đến địa điểm đã hẹn thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền để lấy chất cấm. Đổi lại, Cường sẽ được tươi cho chất cấm để dùng, vì nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Long Điền cũng là người nghiện. Sau khi nhận được chất cấm, Cường đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại vòng xoay Phước Hưng, huyện Long Điền thì bị lực lượng công an trực chốt kiểm tra bắt giữ cùng với tăng vật là số chất cấm vừa nhận từ người đàn ông tên Tuấn. Từ lời khai của Cường, Công an huyện Long Điền đã bắt giữ Tươi để điều tra. Trước đó, vào ngày 20 tháng 8, qua xét nghiệm sàng lọc, cơ quan chức năng phát hiện Tươi dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, khi chính quyền địa phương đưa đi điều trị thì Tươi không hợp tác, buộc lực lượng chức năng phải cưỡng chế. Tươi đã khỏi bệnh và trở về địa phương được một ngày trước khi bị bắt. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, bất chấp lệnh cấm 15 con bạc ở Hà Tĩnh đã lập xong để tiến hành sát phạt nhau trên chiếu bạc trong núi giữa đêm khuya. Cụ thể, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 bị can về các tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cụ thể vào khoảng 2 giờ 30 tháng 8 tại khu vực núi Bằng, thôn Bình Nguyên, xã Bình An, huyện Lộc Hà, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Lộc Hà phát hiện, bắt quả tang một nhóm gồm 13 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 50 triệu đồng tiền mặt, hai bộ bát đĩa, ba quân vị, 13 điện thoại di động các loại và 7 chiếc xe máy. Bước đầu lực lượng chức năng xác định được kẻ cầm đầu tụ điểm đánh bạc này là Đặng Danh Bình. Các con bạc thường tổ chức sới bạc vào thời gian đêm khuya từ khoảng 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, thường chọn địa điểm là những vùng rừng núi hiểm trở hoang vu để hoạt động. Trong quá trình đánh bạc có người canh gác chặt chẽ, Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, mặc dù biết rõ quy định không được tụ tập đông người để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhưng vì muốn hưởng lợi, kiếm tiền để tiêu xài cá nhân nên các đối tượng vẫn bất chấp tụ tập đánh bạc. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng, làm rõ vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, tối qua thông tin từ báo chí cho hay, ông Nguyễn Văn Nhiệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắc đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xác minh báo cáo vụ việc nhiều giáo viên trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã Cư Ca Bang tổ chức ăn uống sau khi kết thúc khai giảng trực tuyến vào sáng ngày mùng 5 tháng 9. Đồng thời ông Hoài khẳng định trên báo này, ngày mai chúng tôi sẽ làm rõ từng giáo viên tham gia, nếu vi phạm chúng tôi sẽ đề xuất xử phạt vi phạm theo quy định phòng chống dịch cũng như xử lý về mặt đảng chính quyền. Vào chiều cùng ngày, Thông tin từ ông Cao Thanh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Ca Bang, huyện biên giới Ea Súp, Đắk Lắk xác nhận, xã đang xác minh thông tin để xử lý nhiều cán bộ, giáo viên, người lao động, trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã Cư Ca Bang tổ chức ăn nhậu sau khi kết thúc khai giảng trực tuyến vào sáng ngày 5 tháng 9. Được biết các giáo viên tổ chức ăn uống tại một hộ gia đình bán quán ăn ở gần trường. Tuy nhiên, theo ông Hoài, hiện xã Cư Ca Bang đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, nên việc nhiều cán bộ giáo viên ở lại tổ chức ăn nhậu sau khi kết thúc khai giảng trực tuyến là điều không thể chấp nhận, vi phạm công tác phòng chống dịch của địa phương. Chủ tịch xã Cư Ca Bang cũng đã thông tin thêm, trước năm học mới 2021-2022, hiệu trưởng nhà trường là bà H. T. Ch đã bị kỷ luật và đình chỉ chức vụ. Hiện trường được giao cho phó hiệu trưởng phụ trách là bà Đàm Thị Lâm. Năm học mới 2021-2022, trường tiểu học Lê Hồng Phong có 900 học sinh theo học từ lớp 1 đến lớp 5. Hiện nhà trường có 50 cán bộ giáo viên và người lao động làm việc. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đi kiểm tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp chống dịch mới ở một số địa phương. Tại buổi kiểm tra, ông Quảng đã trực tiếp trao đổi với người dân về việc tiếp nhận các chính sách hỗ trợ của chính quyền Đà Nẵng trong thời gian giãn cách đặc biệt ai ở đâu ở đó. Tại chợ Hàn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, ông Quảng quan sát tình hình tổ chức cho người dân đi chợ. Tiếp đó, Bí thư Đà Nẵng đã trực tiếp trao đổi với người dân về những gì họ nhận được trong thời gian giãn cách. Một số người dân cho biết trong 20 ngày thành phố thực hiện ai ở đâu thì ở đó, họ nhận được hỗ trợ gồm rau củ quả nhiều người cũng cho Bí thư biết họ nhận được xuất quà trị giá 500.000 đồng hoặc 500.000 đồng tiền mặt từ địa phương. Một số người đã nêu lên quan điểm bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền đưa ra những biện pháp chính sách chống dịch COVID-19 trong thời gian mới. Bí thư Quảng tiếp nhận những ý kiến của người dân. Ông ghi lại thông tin cá nhân, nguyện vọng mà họ trình bày để nghiên cứu thực hiện thêm các chính sách trong thời gian tới. Trao đổi với phóng viên Bí thư Quảng cho hay, việc đi kiểm tra trực tiếp để nắm thêm thông tin về chính sách hỗ trợ của thành phố đã đến được tay người dân hay chưa. Đó là dịp để tôi khảo sát tâm tư nguyện vọng của bà con để thành phố có những biện pháp và điều chỉnh phù hợp, đáp ứng được kỳ vọng cũng như là mong mỏi của người dân, ông Quảng cho biết. Một người đàn ông nước ngoài đi xe đạp gây hấn tại chốt kiểm soát dịch Covid-19, sau nhiều lần yêu cầu chấp hành không thành, cảnh sát đã khống chế người này. Cụ thể, lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, gọi tắt là tổ công tác 363 Công an quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh, đã phối hợp với lực lượng kiểm soát quân sự tuần tra xử lý người dân vi phạm chỉ thị 16 của chính phủ và chỉ thị 12 của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 20 giờ cùng ngày, một người đàn ông người nước ngoài đi xe đạp trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, hướng từ cầu Thị Nghè về quận Nhất, đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường này thì bị lực lượng trực chốt yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Người này không chấp hành mà thách thức, tháo khẩu trang, gây rối tại chốt kiểm soát. Nhận được tin báo tổ công tác 363 đang tuần tra trên đường, ngay lập tức có mặt tại chốt. Theo cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, người đàn ông này liên tục lượn qua tại các chốt, tổ công tác nhắc nhở nhiều lần nhưng không chấp hành mà còn gây hấn, quậy tại chốt. Mặc dù tổ công tác đã giải thích ra đường sau 18 giờ là sai quy định, nhưng người đàn ông nước ngoài này vẫn không chấp hành mà tiếp tục thách thức tổ công tác. Ngay lập tức tổ công tác 363 đã ập vào khống chế người đàn ông ngoại quốc và bàn giao cho công an phường Đa Cao quận Nhất tiếp tục điều tra làm rõ. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan công an vừa lập biên bản xử phạt anh HCM, thường trú ở xã Đông Quang, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, khi đang cố tình giao hàng cho một công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại trường trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc cũ, thuộc phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Tổ công tác đã tham mưu lãnh đạo Công an thành phố Vĩnh Yên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với shipper này về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo chỉ đạo của cơ quan y tế với mức tiền phạt là 2 triệu đồng. Ngoài ra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Theo đó, tài khoản Facebook Sơn Loan Ga đăng tải nội dung đề cập đến việc một người bỏ trốn khỏi khu cách ly đã chạy thoát qua sông sang phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên. Ngay sau khi bài viết đăng tải đã thu hút sự chú ý quan tâm bình luận của cộng đồng mạng, một tài khoản Facebook khác có tên là Lê Cấp đã đăng tải bài viết có tựa đề Anh em khu vực Đồng Tâm chú ý hạn chế ra đường, kèm theo hình ảnh chụp lại màn hình bài viết của tài khoản Facebook Sơn Loan Ga đã đăng tải qua điều tra xác minh phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vĩnh phúc xác định các thông tin trên đều là thông tin sai sự thật gây hoang mang tâm lý lo lắng trong dư luận tiến hành điều tra cơ quan công an làm rõ chủ tài khoản facebook sơn loan ga là nhs chú ở phường tích sơn thành phố vĩnh yên chủ tài khoản lê cấp là lvc thường trú ở xã vân xuân huyện vĩnh tường Tại cơ quan công an hai trường hợp trên đều khai nhận mục đích đăng tải thông tin trên là để cảnh báo cho mọi người cảnh giác hạn chế ra đường khi có trường hợp F0 bỏ trốn khỏi khu cách ly. Tuy nhiên do không tìm hiểu, xác thực thông tin trước khi đăng bài viết trên mạng xã hội nên đã đăng tải thông tin sai sự thật gây tâm lý hoang mang lo lắng trong dư luận. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định xử phạt theo quy định tại điểm A khoản 1, điều 101, nghị quyết số 15/2020, mức xử phạt đối với mỗi trường hợp là 7,5 triệu đồng. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Công an huyện Thạch Thất Hà Nội vừa phạt 7 triệu đồng với đối tượng thông chốt kiểm dịch vứt khẩu trang, lăng mạ cán bộ kiểm soát phòng chống dịch. Ngày 17 tháng 8, Công an huyện Thạch Thất Hà Nội cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng đối với nam thanh niên có hành vi vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, không đeo khẩu trang, lăng mạ những cán bộ làm công tác trực chốt phòng chống dịch trên địa bàn. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 9 tháng 8, Công an thị trấn Liên Quan nhận được tin báo của chốt kiểm soát tại tổ dân phố Phú Tân, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất về việc xử lý đối tượng NN ở thị trấn Liên Quan đã tự ý đi qua chốt kiểm dịch, vứt bỏ khẩu trang, không đeo khẩu trang, có lời nói đe dọa, lăng mạ người thi hành công vụ. Công an thị trấn Liên Quan đã phối hợp cùng Công an huyện Thạch Thất, tổ trưởng tổ dân phố triệu tập NN đến cơ quan công an để làm việc, nhưng người này không có mặt tại nhà Đến ngày 16 tháng 8, khi có mặt tại Công an Thị trấn Liên Quan, NN đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an Thị trấn Liên Quan đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với NN. Căn cứ hành vi vi phạm của NN, tại thời điểm vi phạm có hành vi lăng mạ người thi hành công vụ. Sau khi vi phạm đã trốn tránh, Công an Thị trấn Liên Quan đã lập hồ sơ, đề xuất Ủy ban Nhân dân Thị trấn ra quyết định xử phạt hành chính đối với đối tượng NN về các hành vi vứt khẩu trang nơi công cộng mức 1 triệu đồng, không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, mức phạt cao nhất là 3 triệu đồng. Có lời nói đe dọa lăng mạ người thi hành công vụ, mức phạt 3 triệu đồng, tổng mức phạt là 7 triệu đồng. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi mới nhận được, tòa án nhân dân thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Nguyễn Quang Duy, 30 tuổi, người địa phương, 30 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Tại phiên tòa, bị cáo Duy đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi và mong giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên theo hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo dùng vũ lực để cản trở việc thi hành công vụ đối với lực lượng kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiềm ẩn mối nguy hiểm cho cộng đồng khi mà cả nước đang gồng mình phòng chống dịch nên cần phải xử phạt nghiêm khắc để làm gương. Theo cáo trạng vào lúc 16 giờ 30 ngày 31 tháng 7, bị cáo chạy xe máy trên đường 759 không đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang không đúng quy cách, tay trái ôm một con gà. Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, Duy dừng xe lại. Lúc này ông Nguyễn Vũ Anh công an phường Phước Bình đang làm nhiệm vụ trực chốt, hỏi lý do đi ra đường và yêu cầu bị cáo vào khu vực chốt để lập biên bản xử lý theo quy định. Tuy nhiên Duy đã không chấp hành mà có lời nói xúc phạm, dùng tay đấm vào mặt ông Nguyễn Vũ Anh. Đến ngày 3 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Phước Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Duy về tội chống người thi hành công vụ. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Tuyền, 42 tuổi, cư trú ở ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, về tội chống người thi hành công vụ, đặc biệt là liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Khoảng 16 giờ 5 phút ngày 3 tháng 8, Tổ tuần tra kiểm soát cụm số 4 huyện Phú Tân tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm theo chỉ thị 16 trên tuyến tỉnh lộ 951. Khi đến khu vực ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, thì phát hiện ông Nguyễn Phú Cường, 50 tuổi, cư trú tổ 8 ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, điều khiển xe mô tô chạy hướng Hòa Lạc, Phú Hiệp, nên tổ tuần tra yêu cầu dừng phương tiện. Vì ông Cường trình bày, do ở nhà buồn nên đến nhà thằng em chơi nên tổ tuần tra tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm về hành vi ra đường khi không thật sự cần thiết lúc này vợ của ông cường là bà trần thị tuyền đi đến nơi công an đang lập biên bản dùng lời lẽ thô tục chửi tổ tuần tra mặc dù được lực lượng chức năng giải thích nhưng bà tuyền vẫn tiếp tục có những lời lẽ thô tục tổ công tác yêu cầu cưỡng chế đưa bà tuyền về trụ sở công an xã làm việc thì bà tuyền xông đến đánh một cán bộ công an nên tổ tuần tra đã tiến hành khống chế bà tuyền đưa về trụ sở công an Tại phiên tòa, trong quá trình xét xử, bị cáo Trần Thị Tuyền đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi vi phạm của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tuyền 7 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, Công an thành phố Móng Cái, Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lương Thanh Tùng, sinh năm 1985, ở xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, về hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể vào khoảng 15 giờ ngày 16 tháng 8, tổ công tác gồm đại úy Nguyễn Đức Hiếu và trung úy Vũ Xuân Thắng điều khiển xe mô tô đặc chủng tuần tra kiểm soát địa bàn trung tâm thành phố Móng Cái. Khi đến gần khu vực cổng chợ ASEAN thuộc khu 4 phường Hải Hòa, phát hiện ô tô mang biển số Quảng Ninh do Lương Thanh Tùng điều khiển vi phạm dừng xe ở nơi có biển cấm dừng đỗ. Lúc này tổ công tác đến giải thích lỗi vi phạm và yêu cầu Tùng xuống xe xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên Tùng không chấp hành, vẫn ở trong xe và có lời nói phản ứng do người vi phạm không hợp tác đại úy nguyễn đức hiếu đã lấy đoạn dây cáp để khóa xe thì tùng tăng ga điều khiển xe quay đầu đâm vào trung úy vũ xuân thắng đang đứng trước đầu xe làm trung úy thắng bị hất văng lên trên nắp capo và bị ngã xuống đường đại úy hiếu và trung úy thắng điều khiển xe mô tô truy đuổi đến khu vực ngã tư giao giữa đường trần phú và triều dương thuộc phường trần phú chặn xe của tùng lại đưa tùng cùng phương tiện về công an thành phố móng cái để lập biên bản tại cơ quan điều tra tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình Vợ bên chồng đánh luôn công an vô tù 7 tháng Trộm xe tải ở đồn công an Công an điều tra văn bản giả mạo việc đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê Bắt nhóm đối tượng tấn công cướp tài sản của người dân trong đêm Nhiều tài khoản Facebook tại Việt Nam bị khóa vì chia sẻ clip khiêu dâm Tài xế lao xe tải chở 6.000 gói thuốc lá lậu xuống kênh để thoát thân Sau đây mời quý vị cùng đến với những tin nóng đã diễn ra trong những giờ qua vợ bên chồng đánh luôn công an vô tù 7 tháng Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Phú Tân, An Giang đã tuyên phạt 7 tháng tù đối với bị cáo Trần Thị Tuyền, 42 tuổi, ngụ xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang về tội chống người thi hành công vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đó khoảng 16 giờ 5 phút ngày 3 tháng 8, Tổ tuần tra kiểm soát cụm số 4 huyện Phú Tân đang trên đường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm theo chỉ thị 16 trên tuyến tỉnh Lộ 951. Phát hiện ông Nguyễn Phú Cường, 50 tuổi, ngụ xã Hòa Lạc, chạy xe máy hướng Hòa Lạc, Phú Hiệp nên Tổ tuần tra yêu cầu dừng phương tiện. Tại đây ông Cường trình bày do ở nhà buồn nên đến nhà thằng em chơi, nên tổ tuần tra tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm về hành vi ra đường khi không thật sự cần thiết. Lúc này vợ của ông Cường là bà Trần Thị Tuyền đi đến nơi lực lượng công an đang lập biên bản, dùng lời lẽ thô tục để chửi tổ tuần tra. Mặc dù được lực lượng chức năng giải thích nhưng bà Tuyền vẫn tiếp tục có những lời lẽ thô tục. Tổ công tác yêu cầu cưỡng chế đưa bà Tuyền về trụ sở công an xã làm việc thì bà Tuyền xông đến đánh một công an viên nên tổ tuần tra khống chế bà Tuyền đưa về trụ sở công an. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thuyền 7 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Trộm xe tải ở đồn công an Đây là đối tượng Cường, 29 tuổi, quê ở Trấn Yên, bị công an huyện Văn Trấn khởi tố tạm giam vào ngày 15 tháng 8 để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, Cường được thuê lái xe tải loại 7 tấn, sáng 12 tháng 8, anh ta điều khiển phương tiện trên địa bàn huyện Văn Chấn nhưng bị cảnh sát giao thông dừng xe vì chạy tốc độ 60 km/h thay vì 50 km/h như quy định. Cường không có giấy phép lái xe nên bị tổ công tác lập biên bản, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Chiều hôm đó anh ta lẻn vào trạm cảnh sát giao thông trộm lại chiếc xe tải. Cảnh sát phát hiện bắt được Cường sau khoảng 20 km truy đuổi. Việc Cường đâm đổ cây cảnh và làm hỏng cổng của trạm cảnh sát giao thông khi bỏ chạy, thiệt hại về tài sản đang được xác định. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý tiếp theo. Công an điều tra văn bản giả mạo việc đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Thưa quý vị về thông tin có văn bản việc đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê, mới đây tỉnh Bình Định khẳng định hiện tỉnh có chủ trương đón người dân bị ảnh hưởng Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh về bằng máy bay chứ không phải đón bằng ô tô. Vào chiều qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã yêu cầu công an tỉnh Bình Định phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật giả mạo văn bản của cơ quan nhà nước theo quy định. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ngày 11 tháng 8, tỉnh này có ban hành công văn về việc đề nghị tiếp tục phối hợp trong công tác đưa người dân Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh. Cụ thể tỉnh Bình Định dự kiến tổ chức tiếp 5 chuyến bay đưa miễn phí đón người dân Bình Định có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nhu cầu trở về tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 15 tháng 8, tỉnh không tổ chức đưa đón người dân bằng xe ô tô. Tuy nhiên trong những ngày qua trên mạng xã hội và theo thông tin từ bà con trong thành phố Hồ Chí Minh phản ánh thì đã có văn bản giả mạo công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Theo đó văn bản giả mạo có đoạn ghi tỉnh tổ chức tiếp 50 chuyến xe miễn phí đưa người dân Bình Định đang làm ăn, sinh sống, học tập, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nhu cầu trở về tỉnh, cụ thể mỗi chuyến khoảng 20 người. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật, giả mạo văn bản của cơ quan nhà nước. Ông Nguyễn Phi Long giao sở thông tin và truyền thông thông báo rộng rãi về nội dung công văn ngày 11 tháng 8 của UBND tỉnh, kế hoạch của tỉnh đón người dân Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh trở về quê. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đề nghị công an tỉnh phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, giả mạo văn bản của cơ quan nhà nước theo quy định. Đồng thời đề nghị Hội đồng Hương Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh phổ biến thông tin rộng rãi nội dung trên công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định để bà con yên tâm đăng ký trở về tỉnh tránh bị lừa đảo. Vào chiều cùng ngày, chuyến bay chở theo 196 hành khách là công dân Bình Định về từ thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh xuống cảng hàng không Phú Cát an toàn. Đây là chuyến bay miễn phí thứ 6 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức, đưa người dân tỉnh này đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trở về quê. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Bắt nhóm đối tượng tấn công cướp tài sản của người dân trong đêm. Thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi mới nhận được từ công an Hà Nội cho biết, công an quận Hoàng Mai đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong số này các đối tượng gồm Hoàng Văn Phú sinh năm 2000, trú tại huyện Bình Gia, Lạng Sơn, Lê Huy Cường sinh năm 1998, trú tại huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa, Nguyễn Bá Đông sinh năm 2006, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, Trần Hoàng Dương sinh năm 2006, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, Nguyễn Văn Tuyền sinh năm 1998, trú tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh, Hoàng Anh Dũng sinh năm 1987, trú tại huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang và Nguyễn Ba Dũng sinh năm 2007, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, bị tạm giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trong khi đó, đối tượng Chu Sĩ Hào sinh năm 1994, bị tạm giữ để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó vào ngày 10 tháng 8, Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của anh VZL, sinh năm 1985, trú tại quận Hoàng Mai về việc anh này bị một nhóm thanh niên tấn công, cướp xe máy và tiền tại khu vực cổng công viên Linh Đàm. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội và Công an Phường Đại Kim khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng gây án. Đến chiều ngày 12 tháng 8, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi cấp tài sản. Qua đấu tranh khai thác, Công an quận Hoàng Mai đã làm rõ thêm một đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là Chu Sĩ Hào. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, Công an quận Hoàng Mai còn làm rõ nhóm đối tượng trên đã thực hiện 3 vụ trộm cắp khác trên địa bàn. Hiện Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, xử lý nhóm đối tượng theo quy định. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Nhiều tài khoản Facebook tại Việt Nam bị khóa vì chia sẻ clip khiêu dâm. Thưa quý vị, vào khuya ngày 17 tháng 8, hàng ngàn tài khoản Facebook Việt Nam bỗng dưng bị khóa. Lý do được Facebook gửi đến người dùng là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng này. Chúng tôi đã tạm ngưng tài khoản của bạn. Tài khoản của bạn hoặc hoạt động trên đó vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ẩn tài khoản của bạn với mọi người trên Facebook và bạn cũng không thể sử dụng tài khoản của mình. Thông báo của Facebook gửi đến người dùng bị khóa tài khoản chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ, nhóm của tôi đã tiếp nhận hơn 100 yêu cầu hỗ trợ vì bị Facebook khóa tài khoản. Tất cả tài khoản bị khóa đều đã chia sẻ clip đồi trụy của trẻ vị thành niên qua Facebook và Messenger trong vài ngày trở lại đây. Ông Võ Nhật, người chuyên hỗ trợ các dịch vụ Facebook trả lời. Theo một số người dùng tài khoản của họ bị Facebook khóa vào khoảng 23 giờ ngày 17 tháng 8, phần lớn người dùng có hành vi gửi hoặc chuyển tiếp video đồi trụy đều bị Facebook gửi thông báo khóa tài khoản. Chỉ có một số ít may mắn chỉ bị khóa tính năng nhắn tin, đăng bài, bình luận trong vòng từ 3 đến 7 ngày. Theo ông Nhật, trước đây Facebook cũng từng quét các trường hợp lan truyền clip đổi trụy, nhưng không nhiều như lần này. Ông Nhật cho rằng việc clip bị phát tán lần này là của trẻ vị thành niên nên phía Facebook xử lý nghiêm. Tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook cấm lan truyền hình ảnh khỏa thân người lớn và hoạt động tình dục theo Điều 14 mục 3. Ngoài ra Facebook cũng đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ trẻ vị thành niên tại Điều 26 mục 6 trong bộ tiêu chuẩn cộng đồng trên nền tảng này với những tài khoản bị khóa, Facebook cho người dùng 30 ngày để gửi kháng nghị. Nếu trong 30 ngày người dùng không có phản hồi, thì mạng xã hội này sẽ xóa tài khoản. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Tài xế lao xe tải chở 6.000 gói thuốc lá lậu xuống kênh để thoát thân. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, vào khoảng 2 giờ 5 phút ngày 18 tháng 8, trên đường tuần tra kiểm soát chống buôn lậu, khi đến đường 30 tháng 4 thuộc ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 67C-10061 đang lưu thông có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Phát hiện tổ công tác đối tượng liền tăng ga bỏ chạy, bị truy đuổi và thấy không thể tẩu thoát, lợi dụng lúc đêm tối, đối tượng đã lao xe xuống bờ kênh để thoát thân. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe chở gần 6.000 gói thuốc lá hiệu Hero và Jet. Tăng vật được giao cho công an huyện Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, đồng thời truy bắt đối tượng liên quan. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Đà Nẵng, hai nam thanh niên ra đường không có lý do, bị đề xuất phạt 15 triệu đồng. Xử lý người đàn ông tự ý rời vùng cách ly còn lái xuồng mang đồ cho vợ. Bắt các đối tượng phá hoại công trình an ninh quốc gia. Thưa quý vị, về vụ việc hai thanh niên tại quận Thanh Khê Đà Nẵng, viện cớ đi thăm tàu cá để ra đường, bị lực lượng tuần tra phát hiện đã khai báo không đúng sự thật. Hai thanh niên này bị đề xuất mức xử phạt là 15 triệu đồng. Cụ thể, trưa 17 tháng 8, tổ tuần tra công an phường Thanh Khê Đông quận Thanh Khê Đà Nẵng phát hiện hai thanh niên đi lang thang trên đường Kỳ Đồng nên dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Lúc này hai thanh niên viện cớ mình sợ tàu chìm nên ra đường đi thăm tàu nhằm chứng minh việc mình ra đường vào thời điểm này là chính đáng. Tuy nhiên, sau khi xác minh, hai thanh niên này là NVT 27 tuổi và DVP 24 tuổi, cùng ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, không phải đang trên đường ra khu vực tàu neo đậu. Đặc biệt, tổ công tác phát hiện cả hai đều dương tính với chất cấm. Tại trụ sở công an phường, lực lượng chức năng lập biên bản đề xuất xử phạt 7,5 triệu đồng mỗi trường hợp về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Đồng thời, Công an phường ra quyết định xử phạt NVT thêm 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất cấm, đưa DVP đi cai nghiện trước đó vì có hành vi sử dụng trái phép chất cấm. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra quyết định 2788 về việc thực hiện ai ở đâu thì ở đó. Theo quyết định này, từ 8 giờ ngày 16 tháng 8 đến 8 giờ ngày 23 tháng 8, toàn thành phố sẽ cấm tất cả người dân ra đường, trừ các trường hợp thật sự cấp bách. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, thông tin về vụ việc người đàn ông rời khỏi khu vực cách ly y tế, sau đó hai lần quay lại nơi này để đưa đồ cho vợ. Cơ quan chức năng đã xử phạt và đưa người này đi cách ly. Cụ thể, Công an thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đã lập biên bản vi phạm đối với ông HTG, chú ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, về hành vi trốn khỏi khu vực đang thực hiện cách ly y tế. Theo biên bản vụ việc, HTG đang ở nhà bên vợ là LTT tại ấp Phú Tân, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị. Ấp Phú Tân là khu vực đã được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng quyết định thiết lập vùng cách ly y tế. Đến ngày 13 tháng 8, HTG đã về nhà tại ấp 1 thị trấn Phú Lộc. Trong thời gian cách ly, ông G có hai lần mang đồ về cho vợ tại ấp Phú Tân thông qua đường thủy bằng xuồng ba lá. Thời gian còn lại ông G ở nhà chỉ tiếp xúc với một số người thân trong gia đình. Qua tin báo của người dân, Công an thị trấn Phú Lộc đã tiếp nhận thông tin thực hiện các thủ tục xử lý hành vi vi phạm của ông G về phòng chống dịch bệnh COVID-19 lập biên bản đưa người này vào khu vực cách ly tập trung theo quy định. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lapa, Gia Lai cho biết vừa tiến hành bắt giữ Đặng Ninh Hậu, sinh năm 1991, chú phường Sông Bờ, thị xã Ayunpa và Nay Khuôn, sinh năm 1997, chú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayunpa, về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8, Công an huyện Lapa nhận được tin báo của Công an thị xã Kim Tân về việc có đối tượng trộm cắp các viễn thông. Ở khu vực trung tâm huyện Lapa, nên cử lực lượng công an cảnh sát hình sự phối hợp với công an xã Kim Tân khẩn trương xác minh truy tìm đối tượng. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, các trinh sát phát hiện Hậu và Khuôn đi xe máy chở theo một chiếc bao tải tại khu vực làng Lôm, xã Kim Tân có biểu hiện khả nghi. Thấy lực lượng công an, Khuôn lập tức bỏ chạy, kiểm tra trong chiếc bao có 18kg dây lõi đồng, 50m dây cáp, một cơ sắt cầm tay với giá trị tài sản gần 5 triệu đồng. Tại cơ quan công an, hậu quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi của mình và không khai báo về đồng bọn. Đến trưa ngày 11 tháng 8, công an huyện Lapa tiếp tục bắt Khuôn khi đang lẩn trốn tại địa phương. Các đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp các viễn thông của mình. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cũng thụ lý điều tra làm rõ vụ án Huỳnh Anh Hồng, 53 tuổi, trú tại phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, về hành vi phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia. Theo hồ sơ giữa tháng 4 năm 2021, công ty truyền tải điện 3 phát hiện các vị trí trụ điện 2332, 2333 và 3338 thuộc đường dây 500 kV ở xã La huyện La bị kẻ gian tháo trộm 12 giảng xiên ngang. Vụ việc được công ty truyền tải điện 3 trình báo công an tỉnh Gia Lai để kịp thời vào cuộc điều tra truy tìm đối tượng gây án. Xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến công trình quan trọng về an ninh quốc gia, giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo phòng an ninh kinh tế nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an huyện Grai vào cuộc điều tra. Đến ngày 22 tháng 4, các trinh sát phòng an ninh kinh tế xác định được đối tượng gây án là Huỳnh Anh Hồng nên đã bắt giữ và tịch thu toàn bộ tang vật có liên quan. Tại cơ quan công an Huỳnh Anh Hồng Khai, vào khoảng tháng 2 năm 2021, đã thuê nhà tại làng La Tông, xã La huyện Zagrai để mở tiệm sửa chữa điện cơ. Trong quá trình xây dựng xưởng, đối tượng Hồng đã âm mưu lấy trộm sắt tại trụ điện đường dây 500 kV. Sau khi quan sát, đo và xác định được thanh ốc bu lông của các trụ điện cỡ 27mm, Hồng về nhà lấy cờ lê cỡ 24mm, mài rộng thành 27mm để vặn tháo ốc trộm ở các thanh sắt. Được biết, Hồng có một tiền án về tội giết người, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt 18 năm tù. Năm 2018, chấp hành xong án phạt thì lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Mời quý vị cùng đến với các thông tin kế tiếp. Phường thu phí xác nhận hỗ trợ khó khăn do Covid-19 sai quy định. Phát hiện tài xế xe tải chở 46 thi hài từ thành phố Hồ Chí Minh về bến Tre Hỏa Táng, xe có giấy ưu tiên luồng xanh. Bắt giữ đối tượng thông chốt kiểm soát dịch ở Ninh Thuận và Bình Thuận. Thành phố Hồ Chí Minh gần 1 triệu lượt người ra đường trong thời gian giãn cách, dự kiến đông hơn trong thời gian tới. Hai người đàn ông đánh cán bộ chốt kiểm dịch ở Đồng Nai. Ông Nguyễn Đức Trung xin được nộp số tiền khắc phục hậu quả. Tối qua, Ủy ban nhân dân phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm và khắc phục sai sót trong việc thu phí khi người dân đến ký xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trước đó, nhiều người dân đã đến Ủy ban nhân dân phường Hải Thành xác nhận thủ tục để được nhận hỗ trợ của nhà nước dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo quy trình, sau khi điền vào các nội dung thông tin, đơn đề nghị hỗ trợ, chủ cơ sở làm việc xác nhận và đóng dấu vào nội dung đơn, người dân cần phải đến Ủy ban nhân dân phường Hải Thành xác nhận để hoàn thành thủ tục. Tuy nhiên, sau khi xác nhận xong, cán bộ phường Hải Thành đã thu mỗi người dân số tiền là 10.000 đồng một trường hợp. Thu tiền xong, cán bộ bộ phận một cửa đã không cấp phiếu thu hay hóa đơn liên quan gì cho người dân, khiến họ không biết rõ nội dung thu tiền là gì. Ông Phạm Ngọc Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi có phản ánh về sự việc, phường đã tổ chức họp, báo cáo giải trình, kiểm điểm trách nhiệm cán bộ và lãnh đạo liên quan. Ông Thắng đã thừa nhận việc thu phí này là không đúng quy định. Trước đó phường đã chỉ đạo cán bộ một cửa không được thu phí xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của người dân trên địa bàn. Cán bộ một cửa lại nhầm lẫn là thu lệ phí chứng thực và thu phí đối với người ở ngoài địa bàn đến ký xác nhận Do số lượng người đến ký xác nhận đông nên cán bộ không kịp viết phiếu thu và sẽ viết biên lai thu vào cuối ngày trong một phiếu chung. Trong đó ghi tổng số người đến ký xác nhận trong ngày tương ứng với tổng số tiền thu được. Đến thời điểm này, phường đã thu phí của 178 trường hợp người dân ở ngoài địa bàn đến ký xác nhận. Theo ông Phạm Ngọc Thắng, sai sót này của ủy ban nhân dân phường, lãnh đạo phường sẽ đến xin lỗi người dân và trả lại số tiền thu không đúng quy định này. Chúng tôi đang tổ chức họp ủy ban nhân dân phường để làm rõ vụ việc, thu dưới đó mấy chục mấy trăm trường hợp là các đối tượng ngoài địa bàn đến ký giấy xác nhận. Ủy ban nhân dân họp ngay trong đêm để kiểm điểm, triển khai cách thức để trả lại tiền cho 178 trường hợp người lao động mất việc làm ở ngoài địa bàn. Do sơ suất này, người đứng đầu đơn vị cũng đã phải về để xin lỗi dân. Ông Phạm Ngọc Thắng cho biết Mới đây, Công an xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đã xác nhận, nhận được tin báo từ cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre về việc tiếp nhận 46 thi hài từ thành phố Hồ Chí Minh. Đáng nói, trong đó có 41 thi hài tử vong do mắc Covid-19. Nguồn trên ghi nhận, tài xế Lê Phúc Hậu, 28 tuổi, ngụ trú tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, lái xe tải biển kiểm soát 64C-077XX, chở các thi hài di chuyển giữa hai địa phương, trong thời gian từ 9 giờ ngày 15 tháng 8 đến 0 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8. Ông Ngô Văn Tản, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, ông đã yêu cầu đơn vị chức năng xử lý nghiêm vụ việc này. Cụ thể, vào ngày 15 tháng 8, tài xế hậu chở hai lượt với 28 thi hài tới cơ sở Phúc Lạc Viên, song không hề có hợp đồng từ trước. Ngày hôm sau, tài xế chở thêm 18 thi hài từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Bến Tre để hỏa táng. Cơ sở Phúc Lạc Viên đã hỏa táng được 18 trong số 46 thi hài tính đến 7 giờ sáng nay. Do vậy, cơ quan chức năng thống nhất để cơ sở này tiếp tục hỏa táng. Theo Giám đốc Tán, tài xế chở thi hài trong sự việc này đã vi phạm quy định của Bộ Y tế trong việc hướng dẫn và kiểm soát lây lan COVID-19 ở cơ sở khám chữa bệnh. Tài xế dùng xe không chuyên dụng để chở thi thể đã vi phạm nghiêm trọng quy định về xử lý thi thể. Công an tỉnh Bến Tre đang điều tra xử lý về hành vi vi phạm kiểm soát lây lan dịch COVID-19 đối với tài xế hậu. Ông Nguyễn Vĩnh Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Bến Tre thông tin, cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên đang tiếp tục xử lý những thi hài đã nhận. Đồng thời, ông đã yêu cầu cơ sở này ngưng ngay việc tiếp nhận thi hài từ nơi khác trở tới. Tôi có làm việc với công an thành phố Bến Tre và được biết do tài xế chở thi Hải đến đã được cấp giấy ưu tiên luồng xanh, chở hàng hóa nên mới qua được các chốt kiểm soát dịch Covid-19. Chủ tịch Khánh cho biết. Chiều tối qua, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa tiếp nhận một đối tượng vượt chốt kiểm soát dịch và tấn công cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Còn tại Ninh Thuận, công an huyện Ninh Thuận cũng vừa tiếp nhận một đối tượng thông chốt. Trước đó, Công an phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng Lê Kim Xuân, 27 tuổi, ngụ ở khu phố Phú Trường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, về hành vi chống người thi hành công vụ khi đối tượng này vượt chốt kiểm soát dịch và còn dùng mũ bảo hiểm tấn công cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Hiện Công an phường Xuân An đã bàn giao đối tượng cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Phan Thiết để xử lý theo thẩm quyền. Còn tại Ninh Thuận, lực lượng trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Cà Ná, huyện Thuận Nam cũng đã bắt giữ một đối tượng thông chốt kiểm dịch. Qua kiểm tra xác định đối tượng tên là Lê Công Tùng, sinh năm 1982, ngụ huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, và chiếc xe máy mà Tùng đang chạy là xe trộm cắp tại Bình Dương. Trên đường chạy về Khánh Hòa tiêu thụ thì bị phát hiện. Lực lượng trực chốt Cà Ná đã giao Tùng cho Công an huyện Thuận Nam để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Hôm qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thời gian qua mỗi ngày có gần 1 triệu lượt người ra đường cùng với 120.000 phương tiện. Từ ngày 15 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng thêm một số nhóm người được phép ra đường. Như vậy trong thời gian tới, lượng người ra đường sẽ còn đông hơn. Các nhóm đối tượng được hoạt động mở rộng thêm gồm các cơ sở thực phẩm, các tổ chức hành nghề công chứng, các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng, trang thiết bị của các cơ quan tòa nhà, trung cư, bảo hiểm, phòng bán vé máy bay, phòng khám tư nhân. Riêng nhóm đối tượng được lưu thông để vận chuyển hàng hóa thiết yếu gồm đội ngũ giao hàng shipper có quản lý ứng dụng công nghệ được lưu thông vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên quận huyện, thành phố Thủ Đức. Số lượng này cũng đã hơn 50.000 lượt người. Như vậy với việc thành phố Hồ Chí Minh cho phép thêm các nhóm đối tượng được hoạt động trong khung giờ từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày như trên, dự báo lưu lượng người và phương tiện di chuyển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong khung giờ này sẽ tăng lên nhiều hơn so với trước đó. Thông tin từ công an huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ Phùng Duy Huy, 43 tuổi và Mai Văn Hiện, 35 tuổi cùng ngụ xã Xuân Hưng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra vào chiều ngày 14 tháng 8, tổ công tác xã Xuân Hưng huyện Xuân Lộc phát hiện Huy và Hiện chạy xe máy ra đường không có lý do chính đáng nên dừng phương tiện để kiểm tra. Cả hai không chấp hành mà đã chửi bới xúc phạm tổ công tác đang làm nhiệm vụ và dùng tay đánh một cán bộ tại chốt kiểm dịch lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ cả hai đưa về trụ sở công an xã Xuân Hưng. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận hành vi phạm tội. Huy và Hiện được lực lượng chức năng bàn giao cho công an huyện Xuân Lộc để xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố các ông Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Trường Giang, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Arctic và Võ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo lời khai của ông Nguyễn Đức Trung, ông có mối quan hệ xã hội với Nguyễn Trường Giang, gặp Giang từ dịp Tết Dương lịch năm 2016 khi bị can này đến nhà ông chơi với con trai của cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc mua chế phẩm 3C, ông Trung khai thời điểm đó ông có trao đổi với bị can võ tiến hùng một là công ty thoát nước hà nội liên hệ trực tiếp mua hai là công ty thoát nước phối hợp với công ty hapro mua ba là nhờ chỗ giang mua sau đó ông hùng báo ông Trung rằng phương án để công ty thoát nước hà nội trực tiếp mua chế phẩm 3C có vướng mắc vì phải mở tài khoản ngoại tệ thứ hai công ty thoát nước hà nội không có bộ phận kinh doanh thứ ba là vướng mắc về vốn và nhân lực hơn nữa, theo Nghị định 130 của Chính phủ, không có cơ chế đặt hàng sản phẩm dịch vụ công ích đối với doanh nghiệp nước ngoài. Còn về phương án mua chế phẩm qua công ty Hapro, vẫn mắc phải nhiều thủ tục phức tạp mà chi phí lại cao, vì vậy ông Hùng nhờ ông Trung trao đổi để Giang mua hộ. Theo lời khai của cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, sau đó ông gọi điện cho Giang nói nếu phía công ty thoát nước nhờ mua chế phẩm Ridosi thì cháu liên hệ mua giúp ông Trung xin chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo các đơn vị và các cá nhân thực hiện việc mua chế phẩm Ridoxi 3C để phục vụ công tác thử nghiệm. Tuy nhiên chỉ là đối với hai hợp đồng đầu tiên với trị giá khoảng 6,7 tỷ đồng, còn các hợp đồng sau do đã được Thường trực Thành ủy Hà Nội nhất trí cho mua Ridoxi 3C và giao cho Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện, ông Nguyễn Đức Trung không nhận chịu trách nhiệm về các hợp đồng này. Khi cơ quan điều tra xác định rõ phần thiệt hại, ông Trung xin chịu trách nhiệm và xin được liên hệ với gia đình để thu xếp, nộp lại số tiền này, khắc phục hậu quả. Giữa điểm nóng Bình Dương, dân vô tư tập trung vui chơi như không có dịch. Gã đàn ông đột nhập cướp ô tô ở trạm cảnh sát giao thông. Xử lý một trường hợp đưa tin về dịch bệnh sai sự thật tại Kiên Giang. Nam thanh niên tự làm giấy đi đường để qua chốt kiểm dịch ở Hà Nội khởi tố 4 quan xã tự vẽ dự án xây nhà văn hóa chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng. Giám định tâm thần người đàn ông không đeo khẩu trang, vác ghế đánh công an. Dù nằm ở tâm dịch và đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nhưng tại một phường ở Bình Dương, người dân vẫn vô tư tập trung vui chơi. Thực trạng đang xảy ra tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo ghi nhận thực tế, trong nhiều ngày qua, tình trạng người dân tập trung vui chơi, tụ tập đông người, buôn bán diễn ra tràn lan. Đây là khu dân cư tập trung hàng ngàn công nhân sinh sống, hiện đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, vào chiều ngày 16 tháng 8, tại các tuyến đường trong khu dân cư Thuận Giao, người dân đổ ra đường vui chơi, tụ tập thành từng nhóm, ngồi trước các giải trọ. Một số nhóm người còn tổ chức chơi đá bóng, rủ nhau ra đường chơi cầu lông, đá cầu. Ở một góc khác, người dân đem rau củ cá bày ra lề đường buôn bán nhưng không bị lực lượng chức năng xử lý trước đó nhiều người cũng phản ánh và gửi hình ảnh người dân họp chợ ngay tại các tuyến đường trong khu dân cư thuận giao khi phóng viên có mặt tại khu dân cư này thì tình trạng trên vẫn diễn ra người dân trong các giấy trọ công nhân ùa ra ngồi ngoài lề đường không đeo khẩu trang số khác chơi thể thao ngay dưới lòng đường khu dân cư trong khi các lối vào của khu dân cư này được lập chốt chặn để kiểm soát phương tiện người ra vào, thì ngay bên trong khu vực này lại có những bất cập trong công tác phòng chống dịch bệnh xảy ra tình trạng chặt ngoài lỏng trong. Đáng nói, khu vực này là vùng đỏ, dịch bệnh của thành phố Thuận An nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung. Cơ quan chức năng đã ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 tại đây. Để làm rõ sự việc, phóng viên đã liên hệ với ông Lý Bình Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận Giao nhiều lần, nhưng ông này không phản hồi. Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An Nguyễn Thanh Tâm cho biết đã nắm được thông tin này và cũng đã làm việc với địa phương. Ông Tâm cho hay tình hình trong khu dân cư Thuận Giao hiện đang phức tạp. Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết, qua thị sát tại khu vực này, lãnh đạo tỉnh ghi nhận có trường hợp tập trung đông người như phản ánh. Cũng theo ông Thao, tỉnh đã làm việc với lãnh đạo thành phố Thuận An để đưa ra hướng xử lý. Theo dự kiến, tỉnh sẽ điều động lực lượng công an quân sự từ các địa phương vùng xanh về hỗ trợ thành phố Thuận An để tăng cường kiểm soát an ninh trật tự, bảo đảm thực hiện tốt công tác giãn cách. Mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin kế tiếp. Ngày 17 tháng 8, công an huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái cho biết về vụ cướp ô tô đang bị cảnh sát giao thông tạm giữ xảy ra trên địa bàn. Theo đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Quang Cường, sinh năm 1992, chú tại thôn Yên Phú, xã Hương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 12 tháng 8, khi di chuyển tới đoạn đường thuộc thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, Cường bị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái lập biên bản tạm giữ xe về lỗi vi phạm chạy quá tốc độ quy định. Khoảng 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày, Cường lén lút đột nhập vào trạm cảnh sát giao thông tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, lấy lại chiếc ô tô bị tạm giữ tại đây, đâm hỏng cổng trạm rồi bỏ chạy. Quá trình lấy xe và bỏ chạy, Cường đã bị cơ quan công an truy đuổi và khống chế. Tại cơ quan công an, Cường đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ cướp ô tô đang bị tạm giữ, còn liều lĩnh đâm đổ cổng bỏ chạy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin kế tiếp. Chị N đã dùng tài khoản Facebook cá nhân bình luận nội dung không đúng sự thật có liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đạch Giá. Hôm nay, ngày 17 tháng 8, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Kiên Giang kết hợp với Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Kiên Giang tiến hành làm việc với chị NTMN, sinh năm 1988, nghề nghiệp kinh doanh tự do ở phường An Hòa, thành phố Đạch Giá, về những nội dung bình luận không đúng sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đạch Giá. Chị NTMN có tài khoản Facebook cá nhân tên Mỹ Ngọc, Ngọc Nữ, Lông Công đã bình luận nội dung không đúng sự thật có liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đạch Giá, gây hoang mang dư luận. Tại buổi làm việc, chị N cho biết nội dung chị bình luận trên mạng về tình hình dịch bệnh là do chị nghe được trong quá trình đi làm từ thiện và sau đó đưa lên Facebook nhằm nhắc nhở những người quen nên cẩn thận hơn chứ không nhằm mục đích nào khác. Chị N cho biết do sử dụng từ ngữ sai nên dẫn đến sự hiểu nhầm. Bản thân chị N không nghĩ đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng sau khi bình luận không đúng sự thật của mình đưa lên không gian mạng như vậy. Thừa nhận vi phạm của bản thân, chị N tự nguyện gỡ bài, xóa tin nhắn bình luận không đúng sự thật và cam kết sẽ không tái phạm. Mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin kế tiếp. Cơ quan chức năng thành phố Hà Nội vừa phát hiện nam thanh niên tự làm giấy đi đường để qua chốt kiểm dịch COVID-19 tại quận Thanh Xuân. Khoảng 9 giờ 50 phút ngày 17 tháng 8, Tổ công tác số 7 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện bảo đảm công tác phòng dịch tại quận Thanh Xuân, phát hiện một trường hợp tự làm giấy đi đường. Thiếu tá Đào Phan Anh, đội cảnh sát giao thông số 7 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết, anh Nguyễn Hữu Nguyên, sinh năm 1993, ở xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, điều khiển xe máy tham gia lưu thông trên đường Nguyễn Trãi. Nguyên xuất trình giấy đi đường do công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe VG ở số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, ký để tham gia công việc là nhân viên kinh doanh. Tuy nhiên, qua chất vấn trực tiếp, tổ công tác phát hiện giấy tờ trên là giả mạo nên đã bàn giao người và phương tiện cho công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân làm rõ. Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe VG cũng xác nhận không có nhân viên kinh doanh nào tên Nguyễn Hữu Nguyên. Tại cơ quan công an, nguyên thừa nhận tự làm giấy đi đường để đi qua các chốt kiểm dịch, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nguyên theo quy định của pháp luật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin kế tiếp. Ngày 17 tháng 8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Nghệ An, đơn vị này vừa phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức tống đạt các quy định và thi hành lệnh bắt khám xét đối với 4 bị can để phục vụ công tác điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tài khoản 2 điều 356 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, ngày 13 tháng 8 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các đối tượng gồm Nguyễn Mão, sinh năm 1963, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thành, trú tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành. Trương Văn Trung, sinh năm 1973, trú tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, kế toán trưởng Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thành. Nguyễn Công Bằng sinh năm 1986, chú tại xã Hợp Thành là công chức địa chính xây dựng nông nghiệp môi trường Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thành, huyện Yên Thành. Và Nguyễn Thị Thương sinh năm 1977, chú tại xã Hợp Thành là công chức tư pháp kiêm thủ quỹ Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thành. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với bị can Nguyễn Mão và bị can Trương Văn Trung, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Thương và bị can Nguyễn Công Bằng. Theo nội dung vụ án ngày 16 tháng 6 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An thụ lý giải quyết tố giác tội phạm của công dân xã Hợp Thành, nội dung tố cáo những sai phạm của một số cán bộ ủy ban nhân dân xã Hợp Thành trong công tác quản lý tài chính gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Tiến hành điều tra xác minh nội dung tố cáo của công dân xác định trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, ông Nguyễn Mão thời điểm đó là chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hợp Thành đã chỉ đạo cấp dưới lấy tiền ngân sách chi trái quy định, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm để hợp thức hóa các khoản chi trái quy định này và che giấu hành vi sai phạm. Cuối năm 2018, ông Nguyễn Mão đã chỉ đạo cấp dưới gồm ông Trương Văn Trung kế toán trưởng Ông Nguyễn Công Bằng là công chức địa chính xây dựng nông nghiệp môi trường và bà Nguyễn Thị Thương lập khống bộ hồ sơ chi hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm chùa xã Hợp Thành gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền 300 triệu đồng. Trên thực tế nhà văn hóa xóm chùa xã Hợp Thành đã được ủy ban nhân dân xã hỗ trợ xây dựng vào năm 2017 số tiền 350 triệu đồng. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Mời quý vị cùng đến với những thông tin kế tiếp. Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng đang thực hiện các thủ tục trưng cầu giám định tâm thần đối với Nguyễn Văn Hải, đối tượng vác ghế đánh công an. Sáng ngày 17 tháng 8, lãnh đạo công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết các đơn vị chức năng đang thực hiện thủ tục cần thiết để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Hải, 49 tuổi, chú tổ 35 phường An Hải Bắc. Nguyễn Văn Hải là đối tượng không đeo khẩu trang, vác ghế tấn công tổ tuần tra xử lý vi phạm phòng chống dịch của công an quận Sơn Trà khi bị nhắc nhở vào sáng hôm 16 tháng 8. Thông tin từ gia đình ông Hải và cảnh sát khu vực thì người đàn ông này đã điều trị tại bệnh viện tâm thần 2 lần vì bị loạn thần, lần gần nhất là vào tháng 6 năm 2020. Lãnh đạo công an quận Sơn Trà cho biết thêm, đơn vị đã lập hồ sơ đưa Nguyễn Văn Hải lên bệnh viện tâm thần để điều trị, trưng cầu giám định tâm thần để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.